Chào các em, chúng ta đang học bài 1 Pháp luật và đời sống. Chúng ta đã tìm hiểu ở tiết 1 khái niệm pháp luật. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Và chúng ta đã được biết có pháp luật có 3 đặc trưng là tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Vậy pháp luật có bản chất gì? Mời các em học phần 2, bản chất của pháp luật. Thì các đặc trưng của pháp luật cho thấy pháp luật vừa mang bản chất giai cấp và cũng vừa mang bản chất xã hội. Vậy bản chất giai cấp của pháp luật thể hiện như thế nào? Thì em biết rằng là nhà nước chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp và bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp. Vậy nhà nước ban hành pháp luật nhằm mục đích gì? Nhà nước ban hành các quy định để định hướng xã hội phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước. Ai vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của giai cấp cầm quyền, thì trong những trường hợp đó, nhà nước sẽ sử dụng quyền lực có tính cưỡng chế để mà buộc người vi phạm phải chấm dứt việc làm trái pháp luật. Và nhà nước ta là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, quy định quyền tự do, bình đẳng, công bằng cho nhân dân. Vì nhà nước Việt Nam là nhà nước của giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm chủ. Do đó, pháp luật do nhà nước Việt Nam ban hành thể hiện ý chí, nguyện vọng, mục tiêu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, bảo vệ lợi ích, địa vị, quyền lợi của giai cấp công nhân và các tầng lớp lao động. Nên em thấy là người dân có những cái quyền dân chủ như bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, vân vân. Vậy bản chất của pháp luật là gì? Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. Vậy pháp luật mang bản chất xã hội như thế nào? Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ xã hội do các thành viên trong xã hội thực hiện vì sự phát triển của xã hội. Ví dụ là pháp luật về bảo vệ môi trường quy định nghiêm cấm hành vi thải chất thải chưa được xử lý đạt chỉ tiêu môi trường, chất độc, chất phóng xạ, chất nguy hiểm khác vào đất, vào nước. Chính là quy định này bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, là nhân dân cần có đất, cần có nguồn nước trong sạch để bảo đảm cho sức khỏe, cuộc sống của con người và của toàn xã hội. Hay trong việc mua bán thì việc thuận mua vừa bán giữ chữ tín là quy tắc xử sự hợp lý được hình thành trong đời sống dân sự hàng ngày giữa người mua người bán, được xã hội chấp thuận và nhà nước đã thừa nhận các quy tắc này và quy định thành những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, đó là tự do, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực, ngay thẳng. Đó là quy định trong cái bộ luật dân sự. Thì việc tuân thủ quy tắc này sẽ đảm bảo sự bình đẳng và an toàn cho các bên trong quan hệ pháp luật dân sự, mua bán, tặng cho, vay mượn hay là thừa kế vân vân. Đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích và trật tự công cộng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Vì lẽ đó, bản chất của pháp luật mang bản chất xã hội là các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, phản ánh những lợi ích của giai cấp, tầng lớp trong xã hội, được cá nhân, cộng đồng dân cư, các tầng lớp khác nhau trong xã hội chấp nhận, coi như là chuẩn mực và quy tắc xử sự chung. Pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển xã hội, thì chính cái hành vi xử sự của cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật thì làm cho xã hội phát triển trong vòng trật tự, ổn định, quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người thì cũng được tôn trọng.
Pháp luật chỉ phát huy được hiệu quả khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa bản chất giai cấp và bản chất xã hội. Vậy pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào? Chúng ta thử so sánh giữa pháp luật và đạo đức để thấy những điểm giống nhau giữa pháp luật và đạo đức hay là sự khác nhau. Thì về phía đạo đức bắt nguồn từ việc hình thành trong đời sống xã hội, pháp luật cũng hình thành từ đời sống xã hội nhưng được nhà nước thể chế hóa. Về nội dung đạo đức, đó là các quan niệm chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người như thiện, ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm, bổn phận, vân vân. Thì pháp luật cũng từ những cái chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm con người, nhưng đưa vào trong pháp luật nó trở thành quy tắc xử sự, đó là quyền nghĩa vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức trong quan hệ pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên, hình thức thể hiện của đạo đức thì trong nhận thức tình cảm của con người, trong khi đó pháp luật nó thể hiện thông qua các văn bản do cơ quan nhà nước ban hành. Về phương thức tác động là đạo đức chủ yếu là dư luận xã hội, còn trong pháp luật đó là giáo dục, cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước. Và mấy em biết là ở mỗi nước, ngoài vi phạm pháp luật còn tồn tại các loại vi phạm xã hội khác, trong đó có vi phạm đạo đức. Hai vi phạm này có quan hệ chặt chẽ với nhau vì đều tập trung vào điều chỉnh hướng đến giá trị xã hội giống nhau. Nếu như các vi phạm pháp luật không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội thì sẽ không được đồng tình và nhà nước sẽ gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện pháp luật. Trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước luôn cố gắng đưa những vi phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển tiến bộ xã hội vào trong các vi phạm pháp luật. Thì trong hàng loạt các vi phạm pháp luật luôn được thể hiện đó là các quan niệm về đạo đức, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, văn hóa, giáo dục, xã hội, vân vân. Và khi nó trở thành nội dung của các vi phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức không chỉ tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm cá nhân hay sức ép của dư luận xã hội mà được nhà nước bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Ngoài ra, pháp luật là khuôn mẫu chung trong cách xử sự của con người trong hoàn cảnh điều kiện như nhau, là thể hiện cụ thể của công lý, công bằng, giới hạn tự do của mỗi người trong việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chính vì lẽ đó mà chính những cái giá trị cơ bản của pháp luật như là công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải cũng chính là những giá trị đạo đức cao cả mà con người hướng tới. Vậy có thể nói pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức. Vậy pháp luật có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Chúng ta sẽ tiếp tục học ở tiết sau để được biết đối với nhà nước, pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội, và đối với công dân, pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cô thân chào các em.